Tương tự như việc lập chiến lược cho các giai đoạn phát triển của một doanh nghiệp, mỗi chúng ta đều mong muốn có chiến lược phát triển cá nhân và sự nghiệp cho cuộc đời mình. Một điều trùng hợp là các giai đoạn phát triển của mỗi con người cũng được vận hành và thay đổi theo các mức năng lượng ứng với các giai đoạn thành công, hạnh phúc hoặc thăng trầm, sóng gió, khó khăn, thử thách hay thất bại trong cuộc sống. Những điều đó có thể được ghi nhận qua mô hình biểu đồ cuộc đời của mỗi con người. Chương trình Chiến lược Quản trị Cuộc đời của Amazon ra đời nhằm giúp các bạn có được chiến lược tốt nhất cho phát triển cá nhân và sự nghiệp của mình. Thông qua mô hình biểu đồ cuộc đời, Amazon phác thảo chiến lược cho bạn. 1. Giai đoạn nên tập trung học hành, tu tập. 2. Giai đoạn tốt nhất cho phát triển công danh sự nghiệp, kinh doanh. 3. Giai đoạn cần chú ý về sức khỏe, công danh sự nghiệp, hôn nhân. 4. Giai đoạn nên nghỉ ngơi sau quá trình học tập và trải nghiệm trên đường đời. Thông qua mô hình biểu đồ cuộc đời mỗi cá nhân, mà ví dụ cụ thể là mô hình biểu đồ cuộc đời của Tổng thống đầu tiên của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Amazon sẽ phác thảo và tư vấn về chiến lược quản trị cuộc đời cho bạn. Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của Amazon để được tư vấn chi tiết về chiến lược quản trị cuộc đời thông qua mô hình biểu đồ cuộc đời của bạn.